Đó, tôi bị sốc nha mọi người, tại vì cái người mà lead mình, cái người đầu tàu của mình, tự nhiên bây giờ người ta gãy. Mình thì mình biết bản thân mình cũng là kiểu multitask á mọi người, mình có thể là copywriter nè, mình làm blend được, mình quản lý fanpage, mình chỉnh sửa hình ảnh, edit video. Nhưng mà mình thấy cái gì nó cũng có hai mặt hết. Nó có một cái mặt tiêu cực nhưng mà song song đó mình vẫn thấy nó có một cái mặt tích cực. Tôi kể tình hình A, B, C, X, Y, Z đang như thế này ra đó, và tôi với nó quyết định bắt tay để dựng nên một cái tiết mục và đi thi. Cuối cùng thắng giải nhất luôn mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chắc đây là video đầu tiên mà mình nói về tất tần tật công việc của mình. Thì ở những cái video trước á, trong cái series Đủ Thứ Trên Đời, mình cũng đã có từng chia sẻ qua, nhưng mà mình chỉ nói phớt qua thôi. Mình không có nói hết toàn bộ những cái scope of work của mình, đi làm nó như thế nào, công việc nó ra sao. Thì video ngày hôm nay, như trên title và thumbnail mọi người cũng thấy, mình đã chính thức nghỉ việc văn phòng và trở lại làm content creator full time. Trong video này mình sẽ chia sẻ cơ duyên nào đã đưa mình đến tập đoàn Hoàng An Nhiên làm công việc Marketing Nightlife. Trong suốt 2 năm làm việc vừa qua, mình đã được gì, mình mất gì, tại sao mình lại quyết định ngưng công việc và những dự định sắp tới của mình sẽ là gì. Ok, thì nếu mà bạn nào đã theo dõi mình lâu thì sẽ biết mình học trường Đại học Văn Lang, ngành Marketing khoa Kinh doanh Thương mại, chứ mình không học ngành BA ở khoa Quan hệ Công chúng. Hai cái ngành này nó khác nhau nha mọi người. Trong cái ngành của mình học á, thì nó có một cái môn tên là Quan hệ Công chúng, chứ nó không phải là cái ngành mình học. Mình đã từng làm một cái video chia sẻ về cái buổi thi cuối kỳ của cái môn học đó, thì không biết là mình nói vậy mọi người hiểu không. Tóm gọn lại là mình học ngành marketing chứ mình không có học ngành BA. Thì việc đi làm thêm của mình nó được bắt đầu từ khi mà mình học năm 2. Mình nhớ không lầm là khoảng tháng 8 hay tháng 9 gì á, năm 2019. Thì công việc Marketing Now Life đầu tiên mà mình làm là ở Khè Group. Thì đây là những cái sản phẩm của Khè Group hiện tại. Mình thì mình biết bản thân mình cũng là kiểu multitask á mọi người. Mình có thể là copywriter nè, mình làm blend được, mình quản lý fanpage, mình chỉnh sửa hình ảnh, edit video. Cho nên là mình khá tự tin khi mà được hỏi tới trong lúc phỏng vấn bởi một anh manager, và thế là mình được nhận. Nhưng mà ngoài những cái chơi mà mình vừa kể ra, thì mình muốn công nhận với mọi người là hay không bằng hơn đó mọi người. Ý là mình ở đây mình không có nói mình dở, nhưng mà khi mà mình làm bất kỳ cái gì á, nó đều cần có cái sự may mắn. Nếu mà cái từ quen thuộc á mọi người hay nghe đó là tổ độ á, khi mà mình được độ rồi thì mình làm cái gì nó cũng suôn sẻ, nó cũng trôi chảy hết. Thì cái sự may mắn đó mình muốn nói ở đây là mình được giới thiệu từ một người chị, thì mình xem như cái đó nó là một cái bước đệm tốt cho mình á. Tại vì khi mà người ta giới thiệu mình thì người ta chắc chắn sẽ nói tốt về mình, và cái người mà khi nhận mình vào làm á, người ta đã được nghe feedback về mình trước đó, người ta đã có một cái niềm tin vào mình cộng với cái khả năng mà mình thể hiện ra lúc đó nữa, thì mình xem đó là cái sự may mắn mà mình đang muốn nói tới. Mình làm ở Khè Group á là gần hết cuối năm 3. Thì cái lúc đó là cái khúc mà mình đang làm báo cáo thực tập để mình lấy mộc và mình nộp về cho trường để mình tốt nghiệp á mọi người. Thì trời ơi, cái khúc này nó gian nan khỏi phải nói luôn. Ở cái thời điểm đó là cái thời điểm căng nhất của dịch Covid luôn, không biết là mọi người có nhớ hay không. Cách ly xã hội toàn bộ, mình đâu có thể ra đường hay là mình làm cái gì đâu. Mình đặt hàng online nhiều khi cũng khó đó mọi người, tại vì không có ra đường thì làm sao mà shipper người ta chạy được. Mấy cái bạn mà sinh năm 2000 như mình á, tầm cái khoảng khúc đó ai mà dính vô làm báo cáo thực tập á là quả chà đậu lắm. Nhưng mà mình thấy cái gì nó cũng có hai mặt hết. Nó có một cái mặt tiêu cực nhưng mà song song đó mình vẫn thấy nó có một cái mặt tích cực. Dù là hơi chật vật nhưng mà trường vẫn chấp nhận cho sinh viên làm báo cáo thực tập online và nộp online. Tại vì khi mà mấy bạn làm báo cáo thực tập á, mấy bạn sẽ phải in ra một cái cuốn rất là dày để mấy bạn nộp offline. Nhưng mà trong thời điểm đó, với cái tình hình như vậy thì trường chấp nhận cho tụi mình làm mọi thứ online hết luôn. Những cái giấy tờ, những cái đánh giá, những cái chứng nhận mà từ cái công ty của mình làm á, thì đều là những cái file đính kèm khi mà mình nộp online hết. Đó, cho nên là mình mới nói nó dễ thở hơn nhiều là vậy á mọi người. Sau khi xong cái báo cáo thực tập thì mình quyết định ngưng công việc ở Khè Group vì mình có lý do cá nhân. Thì lúc đó cũng chưa có hết dịch đâu mọi người, vẫn còn đang dịch nha, nhưng mà nó nhẹ hơn đi được một tí. Mình mới dành thời gian cho bản thân mình nghỉ ngơi, relax, tại vì mình vừa trải qua quá trình làm báo cáo thực tập nó cũng khá là mệt. Xong cái khúc đó mình toàn ở nhà mình quay mukbang, mình đăng ở trên YouTube không mà mọi người thử kéo xuống ngay cái khoảng thời gian mà mình nói trong kênh của mình đi, thì mọi người sẽ thấy mình đăng rất là đều đặn. Cho nên là lúc đó cũng như con heo vậy đó mọi người, tại vì dịch ở nhà mình không có làm gì hết, rồi mình cứ ăn xong rồi mình edit video, mình đăng lên như thế thôi, thì mình cũng tăng cân. Tập thể dục thì cũng có đi, nhưng mà không thể nào mà cái tần suất với lại cái cường độ nó bằng được khi mình tập ở phòng gym á, tại vì mình không có máy móc gì hết. Mình tập là mình sẽ tập thô sơ vận động các thứ thôi mọi người. Ý là đối với mình là vậy nha, chứ mình thấy có nhiều bạn tập ở nhà thì vẫn ok, chắc mấy bạn đó có một cái tinh thần nó cứng hơn. Rồi mình cũng có suy nghĩ là cái Khè Group chắc là cái nơi đầu tiên, cũng là cái nơi cuối cùng mà mình làm về cái công việc Marketing Now Life này luôn. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ thôi, còn thực
đấy thì nó khác. Sau khi dịch Covid đỡ đi hơn nhiều rồi thì mình cũng có những cái dự định, cũng có những cái plan mình sẽ định làm về cái công việc content creator một cách rõ ràng hơn. Thì bỗng một ngày mình nhận được một cái tin nhắn từ anh manager cũ. Anh cũng hỏi về tình hình của mình dạo này như thế nào, cuộc sống ra sao, rồi ngỏ một cái lời mời đi phỏng vấn và làm việc ở tập đoàn Hoàng An Nhiên. Thì đây là các sản phẩm của tập đoàn Hoàng An Nhiên cho bạn nào chưa biết, về chuỗi các nightclub, các nhà hàng và cũng vừa ra mắt thêm về mảng kim cương nữa. Thì mình sẽ gọi tắt Hoàng An Nhiên là Han nha, cho nó gọn. Mình thì mình biết Han từ rất là lâu rồi, mình đã từng đi chơi ở Castle Club. Nếu mà bạn nào là một dân chơi thực thụ thì nghe tới Castle Club là biết Castle nó là một cái huyền thoại của dân chơi luôn á. Mặc dù bây giờ đã ngưng hoạt động rồi nhưng mà huyền thoại thì vẫn mãi mãi là huyền thoại thôi. Ok, back lại câu chuyện trên, thì lúc đó mình đang đứng giữa hai sự lựa chọn, một là làm content creator full time, hai là làm marketing nightlife. Là cái scope bắt buộc nó sẽ hao hao cái công việc cũ, tức là mình đã có kinh nghiệm rồi, cho nên là mình không có lo là mình sẽ làm không được. Mình chỉ đang lo là giữa hai lựa chọn đó, liệu cái lựa chọn này nó có đúng hay không, hay là cái lựa chọn kia nó có sai hay không. Và rồi là mình nhận lời phỏng vấn. Mình nhớ là tầm khoảng tháng 12 năm 2021 thì mình cũng có chia sẻ vài lần ở trong các video trước á, cái lý do mà mình đến với công việc marketing online lần thứ hai trong cuộc đời của mình hiện tại. Tại sau dịch thì mọi thứ như mọi người thấy á, nó khá là khó khăn, kinh tế nó cũng đi xuống, cho nên là mình cảm thấy khi mà có cơ hội tới với mình á thì mình cân nhắc và mình nhận lời. Mọi người tin không, cái lúc mà đi phỏng vấn á, trong đầu mình kiểu mình mong là mình phỏng vấn xong là mình rớt đi á. Tại vì nếu mà không nhận lời đi phỏng vấn á thì cái cảm giác của mình nó cũng không có được trọn vẹn cho lắm. Mình vẫn muốn đi phỏng vấn xem như thế nào, nhưng mà mình lại muốn lúc đó phỏng vấn xong người ta đừng có nhận mình. Ừ, cái cảm giác của mình nó vậy á mọi người. Trời, trong cái phút chốc lúc đó ta tưởng đâu ta là cung thiên bình không á, tại vì đó là cái cân á, không có biết là mình nên nghiêng về bên nào á mọi người. Mình cũng làm CV portfolio để gửi cho một anh manager ở trong Han. Thì cái anh đó là event manager và hẹn cho mình một cái lịch phỏng vấn cùng với chị marketing manager, mà là phỏng vấn online nha mọi người. Tới đây mình cũng mừng tại vì mình đỡ phải ngửa mọi người. Khi mà ra đường á, mình luôn dress up một cách rất là chỉnh chu. Còn nếu mà quan trọng á thì mình sẽ có cả make up nữa. Cái ngày mà phỏng vấn online á, mình còn nhớ hoài luôn là chị marketing manager á, chị đã hỏi mình là ủa em làm stylist hả? Tại vì chị check qua cái social media của em, chị thấy là em mặc đồ khá là có gu. Cái mình nghe xong mình rất là vui, tại vì mình thấy những cái mà mình bỏ tiền để mình mua rồi mình đập lên người, mình tìm hiểu cách phối đồ các thứ á, nó không có bị phí. Phỏng vấn từ A, B, C, X, Y, Z, nói chuyện khá là thoải mái nha, chứ mình không thấy căng thẳng cái gì hết. Và rồi kết thúc phỏng vấn thì chị có hẹn là sẽ phản hồi qua mail tối ngày hôm đó hay là tối hôm sau á, mình không có nhớ quá rõ, nhưng mà mình nhớ là mình đang đi ăn bún bò, cái mình nhận được cái mail nó báo notification trong điện thoại mọi người, là từ anh event manager là báo chúc mừng em đã trúng tuyển vào vị trí, rồi mức lương offer ra là 80% thử việc một tháng, sau một tháng thì sẽ được review và lên chính thức thì mức lương nó sẽ tăng lên như thế này. Và cái vị trí lúc đó của mình là event executive, rồi cũng cụ thể là lịch làm việc từ thứ hai tới thứ sáu, từ 10 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều. Vì cái tính chất công việc của mình là nightlife, cho nên là những cái ngày nào mà có những cái task cần handle vào ban đêm á, thì hôm sau mình có thể đi làm muộn lúc 1 giờ chiều. Lịch đi làm thì được off thứ bảy chủ nhật, không có phải đi làm, và được nghỉ một tháng trong một ngày. Nếu cái tháng đó mình đi làm đủ mình không nghỉ thì cái ngày đó sẽ được cộng dồn á, để khi mà mình muốn nghỉ một tháng mà nhiều ngày để mình đi du lịch hay đi đâu đó thì vẫn ok luôn. Và anh hẹn ngày đi làm chính thức của mình là ngày 24 tháng 12, nó trúng ngay Christmas. Xong mình mới reply lại là em có thể bắt đầu làm việc vào ngày 28 tháng 12 nha anh ơi, tại vì hiện tại em đang còn stuck công việc cá nhân. Mà thật ra không có stuck cái công việc gì em á, tao chỉ bị stuck cái lịch đi chơi của tao thôi, tại vì lễ mà không muốn đi làm, đơn giản vậy thôi. Xong ảnh ok luôn. Rồi ngày 28 là ngày mà mình on board, và cái event đầu tiên mà mình handle, mình take care cho nghệ sĩ là event countdown vào ngày 31 tháng 12. Sau 3 ngày đi làm thôi là mình làm việc trực tiếp với chị Bích Phương luôn. Nói chung là những cái gì đầu tiên thì mình thường nhớ, tại vì mình vừa vào xong rồi mình được làm trực tiếp với lại ca sĩ nổi tiếng. Nói chung là Bích Phương ngoài dễ thương lắm mọi người, đẹp, nói chuyện gần gũi, 10 điểm. Ở thời điểm đó thì mình được bàn giao cho phụ trách là hai cái sản phẩm Nazil Mini Club với lại Asmod Club. Không biết bạn nào xem video đã từng đi một trong hai cái đó chưa ta, hay đã từng đi hai cái luôn chưa. Và vài tháng sau khi mà tuyển được nhân sự mới thì mình chính thức chỉ phụ trách Asmod Club thôi. Nazil thì mình bàn giao qua cho người khác. Rồi dần thì mình được làm quen với lại cái scope upward. Mình làm plan theo tuần, theo tháng, theo quý, theo năm. Mình làm proposal, mình brainstorm, mình creative những cái activation mới mẻ cho khách hàng mà người ta trải nghiệm. Big idea là gì, insight nó như thế nào, ra sao. Follow up tình
tình hình của revenue và so sánh với lại ngày, tuần, quý, tháng, năm. Thế mình làm report rồi mình sẽ luôn bám sát những cái mà nó đang trending ở trên mạng là gì. Rồi lịch comeback của những nghệ sĩ, những cái sản phẩm nào đang on top ở trên mạng xã hội. Những cái decoration nào chủ yếu là trên Pinterest nó đang hot để mình inspire được vào cái công việc của mình. Lúc mới đầu vô thì tôi bị ngợp nha mọi người. Nó là một đống thứ nghĩa đen luôn nha. Nó dồn vào mình và bắt buộc là mình phải biết nó, mình phải học hỏi nó và mình phải làm quen được với nó. Nói chung là tất cả những cái thứ đó mình phải nhét vô đầu hết đó mọi người. Và đùng một cái tôi nhận được tin là anh event manager của tôi sắp nghỉ. Trời ơi, tôi bị sốc nha mọi người. Tại vì cái người mà lead mình, cái người đầu tàu của mình, tự nhiên bây giờ người ta gãy. Khúc đó tao muốn điên luôn má. Tại vì bây giờ là mọi cái mà mình cần support, mình cần hỏi là mình sẽ hỏi lên tới marketing manager luôn. Chứ trước đó là mình không có cần phải trực tiếp lên tới chị marketing manager, mà mình chỉ cần thông qua cái người quản lý trực tiếp của mình thôi. Nhưng mà bây giờ là skip anh đó qua luôn và mình làm việc trực tiếp với chị marketing manager. Và tôi phải công nhận là chưa bao giờ hết việc để làm đâu nha mọi người. Tại vì cái việc này mình làm chưa xong là cái việc mới nó sẽ ập tới. Chưa kể là những cái lịch họp nữa. Có những cái ngày thứ bảy chủ nhật, nói chung có thể là họp online thôi nhưng mà vẫn là phải họp về cái công việc. Thì nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ, tôi cảm thấy là vậy thì nó không có ổn, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới những ngày nghỉ của mình. Nhưng mà cái tính chất công việc nó buộc phải như vậy, cho nên tôi cũng chấp nhận. Ai mà làm công việc về mảng creative á, thì mọi người phải công nhận với tôi cái điều này nha. Mình rất là sợ bị FOMO. FOMO ở đây là fearing of missing out á, là ví dụ mà mình có một ngày nghỉ ngơi đi hay là một ngày off. Mình thật sự cũng không dám nghỉ ngơi hay off quá nhiều nữa, tại vì nếu mà mình sợ mình nghỉ ngơi với off, thật sự mình không quan tâm tới bất cứ cái gì về công việc hay là điện thoại thì mình sẽ bị thụt lùi, mình sẽ bị miss một cái gì đó ở trên mạng hay là bất cứ đâu, kiểu người ta biết hết rồi mà mình chưa có biết á, cho nên là mình rất là sợ cái cảm giác đó. Hồi nãy tôi có nói á, lúc tôi vô làm là tầm cuối tháng 12 thì ở giữa tháng 1 nó có một cái GN party của tập đoàn Hoàng Nhiên, rồi cái gen bạc ti lớn cực kỳ luôn nha mọi người. Tôi làm ở đây 2 năm và tôi đã ăn được 2 cái gen bạc ti rồi, và sắp tới cuối năm nó sẽ có một cái gen bạc ti thứ 3 nữa. Cái tính chất của tập đoàn tôi á là nó không khác gì tập đoàn giải trí á mọi người, tại vì mình sẽ tạo ra những thứ giải trí để cho khách hàng người ta trải nghiệm và người ta đến chơi và người ta sẽ quay lại lần sau. Thì trong tổng tập đoàn được yêu cầu là tất cả các phòng ban, các team đều phải thi với nhau những cái tiết mục và chọn ra tiết mục để vào chung kết. Phòng ban nào, team nào không thi thì sẽ nộp 5 triệu để xung vào giải thưởng. Tại vì mang tính chất là tập đoàn giải trí mà không biết làm giải trí thì không có được. Mà giải thưởng rất là lớn nha mọi người, dễ nhất là lên tới mấy chục triệu luôn á. Thì tôi nhận được thông tin là chỉ tầm khoảng nửa tháng, nói nửa tháng nghe xa ha, 2 tuần à, là tới cái gen bạc ti rồi. Mà phải nộp cái clip sơ khảo trước 1 tuần rồi mới được pick ra để vào chung kết nữa. Thì tôi cảm thấy mọi thứ nó đang rất là gấp, nhưng mà tôi vẫn không muốn bỏ cuộc. Tại vì bản chất mình á là một đứa biết nhảy, mình biết làm đủ thứ trò để tạo nên được một cái performance gọi là mãn nhãn. Cái xong tôi mới nói với chị manager á là chị yên tâm đi, em muốn giành giải nhất và chắc chắn em sẽ làm được. Xong tôi mới gọi cho con Khang. Con Khang là founder của Pongru hiện tại. Tôi kể tình hình ABCXYZ đang như thế này, như thế này, như thế này ra đó, và tôi với nó quyết định bắt tay để dựng nên một cái tiết mục và đi thi. Cuối cùng thắng giải nhất luôn mọi người. Cảm xúc của tôi lúc mà được nêu tên để thắng giải nhất á, rồi lúc mà được mọi người respect mình á, trời vỡ òa luôn. Tại vì trước giờ á nha, tôi nghe nói là cái team marketing của tôi á là thi thố mấy cái này á là chỉ mang một cái tính chất là cho có thôi, cho vui thôi, chứ chưa bao giờ nghĩ là sẽ đấu lại những cái team khác luôn á. Và đây là lịch sử đầu tiên team marketing được giải nhất của văn nghệ Gen Bạc Ti. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Ok, bác lại công việc đi ha. Làm được tầm vài tháng thôi thì tôi đã quen với lại cái workflow rồi, và cái cơ hội làm việc của tôi với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng phải gọi là rất là nhiều luôn. Tôi từng làm việc với Hyo Yeon của SNSD nè, với tư cách là DJ Hyo, Hồ Ngọc Hà nè, Vũ Cát Tường nè, Đông Nhi, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hoàng Minzy, Tờ Linh, Mai Âm Nhạc, Andri, Hiếu Thứ Hai, DJ Medusa, Sean, rồi dự án Yes I Do của Đức Phúc với lại nhóm nhạc 911 nè, rapper Camo. Camo còn ấn follow tôi trên Instagram nữa đó mọi người. Nói chung là rất là nhiều nghệ sĩ mà tôi được làm việc chung luôn. Chỉ có 2 người nghệ sĩ Việt mà tôi ao ước được làm việc chung thôi nhưng mà chưa được, đó là chị Mỹ Tâm với lại anh Sơn Tùng. Có một đợt nha, tập đoàn của bên tôi còn tính mời cả Taeyeon của SNSD với lại Johnny của NCT với tư cách là DJ Johnny á, tại vì Johnny biết đánh DJ nhưng mà chưa có triển khai được. Rồi có những cái series event mà tôi brainstorm, tôi tạo ra chạy khá là hiệu quả. Nếu mà bạn nào đang xem video này mà đã từng đi chơi Asmo thì chắc cũng không lạ với những cái tên bé bé bồng bông nè, Taiki nè, Night Dice nè, Lady Fashion Night nè, một cái đêm nhạc của Britney
Spears làm theo cái phim, tại vì cái khoảng thời gian đó là phong trào Free Britney, cho nên là tôi đã hold cái event đó với một vị trí là một fan từ hồi mà tôi còn bé xíu vậy nè, nghe nhạc của chị á và đồng hành cùng chị tới bây giờ qua những cái drama mà chị phải gánh phải, cho nên tôi rất là thương bả. Cái event mà popular nhất ở Asmat Club á dành cho giới thượng lưu đi chơi là tặng 100 triệu tiền mặt cho khách hàng may mắn nhất trong đêm mỗi thứ tư hàng tuần nha. Thì những cái đồ mà đựng tiền á, trong nó nghịch, nó quậy, nó chơi, nó chất, nó sáng tạo như thế nào á, là tôi involve vào hết những cái khâu sản xuất của cái đó mọi người. Trong 2 năm tôi làm rất rất là nhiều cái mà tôi chỉ share vài cái nổi bật thôi. Và trong cái quá trình làm việc á, mình được training, rồi cũng có những lần mình được feedback là cái này chưa tốt, cái này chưa ok, cần phải fix lại. Tôi cũng ghi nhận và cố gắng, tại vì cái tinh thần mà đi làm của tôi á là luôn luôn willing học hỏi những cái gì mà mình chưa biết. Lỡ mà có bị chê cái gì á thì cũng hạ cái tôi xuống và lắng nghe để sửa đổi, tại vì mình biết cái người lead mình là người ta đang giỏi thật sự. Thì nếu mà người ta có la thì người ta chỉ muốn mình tốt hơn thôi, và nếu la đúng thì mới nhận nha. Còn mà trong trường hợp bị la sai á là phải nói lên lại liền. Tại vì khi mà mình đi làm mình bị la sai mà mình lại chọn cách im lặng để mình chịu đựng thì nó chẳng khác gì là đồng ý á mọi người. Tại vì im lặng là đồng ý, mình im lặng là mình đã chấp nhận cái việc đó. Có một điều là mình rất tự hào là mình làm được một năm hơn thì mình được tăng lương, và mình đã kéo được rất là nhiều bạn bè hồi xưa đi học đại học chung với mình vào làm. Mình kéo đứa này, cái đứa này kéo đứa kia, rồi đứa kia kéo đứa nọ, kiểu gần 10 đứa ở trong cái môi trường đại học của mình từng học chung và chơi chung, bây giờ tụi nó ngồi chễm chễ trong công ty, tụi nó làm chung với mình. Mọi người hiểu cái cảm giác mà đi làm mà có bạn như vậy á, nó rất là có mood để đi làm nha. Chưa bao giờ mà mình đi làm mà mình cảm thấy cái ngày đó nó buồn luôn á. Tất nhiên vẫn sẽ có những cái ngày bực là do công việc nó như thế này như thế kia, nhưng mà để buồn vì cái môi trường đi làm là chưa bao giờ luôn. Tại vì bạn bè của mình lúc nào cũng đầy đủ ở trong đó hết. Từ team event, team content, team stylist, team media, tất cả cái team là mỗi đứa drop ở một vị trí. Mình hay bị mấy anh chị chọc quá là Vin giờ nó thống trị vô đây thành công rồi, giờ nhìn toàn thấy team nó với bạn bè của nó không à. Với một cái đứa chưa ra trường thật sự như mình nha, tại vì lúc đó là dù mình đã hoàn thành hết tín chỉ ở trong trường rồi nhưng mà chưa có tới hạn tốt nghiệp mọi người. Mình vẫn đang ở năm tư cho nên là cái danh mà mình mang được thì vẫn là sinh viên thôi chứ đâu có phải là cử nhân. Mà mình lại nhận được một cái mức lương khá là ổn định so với một sinh viên chưa ra trường thì mình cảm thấy đó cũng là một cái gì đó tổ độ mình. Cho đến khi mình được tăng lương lần thứ 2 và upgrade cái title của mình lên là từ Event Executive lên thành Event Specialist thì bắt đầu cái áp lực của mình nó đã tăng lên. Trước đó thì đi làm là vẫn có áp lực nha mọi người, không thể nào mà đi làm không có áp lực được đó. Không có áp lực này nó cũng sẽ có áp lực kia, nhưng mà những cái áp lực đó mình hold được, mình handle được. Cho nên là thường nếu mà có mình cũng sẽ không chọn cách là mình than vãn với ai hết. Cái khối lượng task của mình nó cũng tăng lên. Xong mình cũng mất một khoảng thời gian để mình suy nghĩ lại là xuyên suốt quá trình làm việc ở đây mình đã được những gì và mình đã mất những gì. Cái điều của mình á là mình tích lũy được rất là nhiều những kinh nghiệm hay, những cái bài học quý giá khi mà mình đi làm ở đây. Có những cái mà mình được va chạm á chỉ khi mình đi làm ở ngoài đời, mình lăn xả ở ngoài xã hội thì mình mới được va chạm, tiếp xúc chày da tróc vẫy với những cái đó thôi, chứ trong trường không hề dạy cho mình những cái đó nha mọi người. Mình mở rộng được cái networking, cái mối quan hệ của mình với những anh chị có title khá là xịn ở trong tập đoàn lẫn ở ngoài tập đoàn. Tất cả mọi người mà mình liên kết được á đều nhớ mình là ai khi mà mình gặp lại họ và mình chào họ. Cho nên là mình cảm thấy khá là vui vì at least mình vẫn để lại cho người ta một cái ấn tượng về mình để người ta nhớ mình là ai. Còn cái là mình bị mất khi mình làm công việc này ở đây đó là sức khỏe. Tại vì đây là đặc thù của ngành nightlife, là cuộc sống về đêm, là mình phải hay thức khuya, mình hay chạy deadline. Và cái việc mà ngủ đủ giấc nó cũng không thể tránh khỏi. Cái này là mình đang chia sẻ cho mọi người thôi nha. Tại vì mình đi làm thì nó sẽ có cái được cái mất, chứ mình đang không có than vãn gì hết nha. Tại vì cái công việc ở đây mình chọn cũng là do mình. Cho nên cái video này nó mang cái tính chất chia sẻ và kể chuyện thôi. Thì từ những cái đó nó dẫn tới cái việc là mình mất cân bằng trong cái sinh hoạt. Nhiều lúc mình tưởng nó là mình sống giờ Mỹ không á. Mình ăn fast food cũng khá là nhiều nha. Cái lượng fast food mà mình phải tiêu thụ trong lúc mà mình bắt đầu làm công việc cho tới bây giờ nó rất là nhiều luôn. Là đi làm rồi thì cắm mặt ở ngoài đường suốt ngày. Còn hồi đó ở nhà thì ăn được những cái món cơm nhà mẹ nấu nó healthy hơn được tí. Đó với mình đi khá nhiều nữa, cho nên là cái thời gian mà mình dành cho gia đình của mình nó cũng bị rút ngắn lại. Có những cái hôm mà gia đình mình đi ăn ngoài, đi ăn tối, có những cái buổi tiệc mà mình dính cái công việc ở ngoài cho nên là mình không thể tham gia vào được. Rồi có những hôm á mà mình về tới nhà là kiểu gia đình mình mọi người cũng vô phòng nghỉ ngơi ngủ hết trơn rồi. Tiếp đến cái mà mình cảm thấy mình mất đi khá nhiều á, đó là cái sự phát triển kênh. Trong 2 cái năm đi làm á, những bạn follower của mình nè, những bạn subscriber của mình là sẽ đều thấy mình rất là ít up video ở trên YouTube lẫn cả TikTok luôn. Sorry mọi người, cái máy nó vừa báo hết pin cho nên là mình phải thay một cục pin mới cho
nên mình dựng lại á, nhiều khi nó đang bị sai cái record, cái góc á, nó không có giống như là cái suột trước. Ok, tiếp tục mình nói tới cái việc mà mình bị mất cái sự phát triển kênh ha. Hồi trước khi mà mình còn đi học, mình còn làm content creator xiên xiên á, thật ra cũng không xiên lắm đó mọi người, nhưng mà cái tần suất mình up video nó vẫn có video mới liên tục cho mấy bạn coi. Còn từ lúc mà đi làm á, là mọi người hay reply story của mình, hay nhắn tin cho mình á, là hối thúc mình ra video á. Trời, mình đọc những cái đó mình rất là biết ơn mọi người luôn á. Và song song đó mình cũng có một cái nỗi buồn nhẹ qua là mình đang hiểu được tình hình của mình như thế nào, nhưng mà mình không thể sản xuất video được, tại vì cái công việc chính của mình nó chiếm quá nhiều thời gian đi, và nó chiếm luôn cả cái mood làm video của mình. Mình nói thiệt nha, làm content creator là phải có mood mới làm được nha mọi người. Mọi người thức dậy vào một buổi sáng nha, hay là mọi người đi về khuya một buổi tối nha, mà cái mood của mọi người á nó cạn xuống như là cái cục pin bị yếu á, là mọi người không thể làm bất cứ một cái gì hết. Không phải là dựng máy ngồi nói như thế này á là không cần có mood vẫn làm được đâu. Ví dụ như những cái nãy giờ mà mình chia sẻ mọi người á, mình không có mood làm sao mình nói. Thường là mình quay á, mình phải có cái script, nó giống như là cái dàn ý mà hồi xưa đi học tập làm văn vậy mọi người. Rồi dựng máy quay, quay xong phải edit, dựng video xong rồi phải xuất ra, rồi publish lên. Mọi cái khâu đó nó cần một cái thời gian thoải mái hơn. Và mình đã phải suy nghĩ rất nhiều, có những cái đêm mình nằm mình suy nghĩ. Ê mà cái này là không phải là tiêu cực nha mấy má, chỉ đang là chia sẻ lại mình đã từng có một cái thời gian buồn như thế. Nhưng cái buồn đó nó không có đến mức quá ghê gớm nha mọi người. Cái buồn đó là cái buồn kiểu đang bị mất cân bằng thôi, chứ không phải là buồn mà trời ơi thất tình rồi tại sao mình lại bị cuộc đời đối xử như vậy, là không phải kiểu đó. Mình cũng có tâm sự với bạn bè ở ngoài lẫn bạn bè ở trong công ty. Bạn bè trong công ty là những đứa bạn mà xưa mình học chung á, chứ mình không có tâm sự hết với tất cả mọi người trong công ty. Thì những người bạn của mình đều công nhận là cái tâm sự của mình đúng, cái suy nghĩ của mình đúng, là mình phù hợp làm cái công việc nó thiên hướng về sản xuất nội dung, sản xuất video, truyền cảm hứng. Hoặc là bạn mình nó nói đơn giản thôi, mà chỉ cần làm mukbang thôi, tao thấy mày ngồi ăn thôi là tao cũng đã muốn bấm vô coi rồi. Nó nói vậy đó mọi người. Cái mình nghe xong mình cũng cảm thấy được an ủi với được đồng cảm một phần á. Thế nên là gần cuối tháng 8 năm 2023 vừa rồi thì mình nhắn tin cho chị brand manager mình xin một cái buổi catch up lại, chia sẻ hết mọi thứ, và chị cũng ngồi lắng nghe mình, chị hiểu được mình, chị cũng cảm thấy là mình phù hợp với lại cái con đường, cái định hướng mà mình đã đề ra mình muốn đi. Cho nên là chị rất là respect cái điều đó, tại vì chị nói là những cái bạn trẻ mà có định hướng, hiểu mình là ai, muốn mình biết cái gì á, chị rất là respect cái điều đó. Giống như là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng vậy đó mọi người. Và mình nói hết ra xong mình chốt một cái câu là đứng giữa hai sự lựa chọn thì em sẽ lựa chọn cái mà em yêu thích nhất, là cái công việc sáng tạo nội dung như thế này. Bản thân mình cũng biết mình đã và đang tạo ra được những thu nhập từ công việc này, cho nên là mình mới quyết định chọn giữa một trong hai. Với là một phần làm content creator thì nó chẳng khác gì là freelance hết á. Mà freelance thì mình sẽ được cái khoảng thời gian lúc này lúc kia, cái thu nhập của mình nó sao không có ổn định. Có những cái tháng á, mình sẽ được tổ độ, mình được may mắn rất là nhiều job kiếm tới mình. Còn có những tháng thì cái job nó ít hơn, có những tháng thậm chí không có job nữa mọi người. Cái đó là cái chuyện bình thường của dân freelancer. Cho nên là mình luôn nói làm cái gì quan trọng nhất vẫn là sự may mắn. Đó, thì cuối cùng là mình chọn cái công việc này và hiện giờ mình đang ngồi chia sẻ với các bạn đây. Mình không thể làm song song cả hai việc được, tại vì nếu mà mình làm vậy á, mình sẽ bị dậm chân tại chỗ cả hai cái việc đó luôn. Cái việc ở văn phòng của mình nó cũng sẽ bị dậm chân, mình không có thể upgrade bản thân của mình lên một cái vị trí cao hơn được nữa. Cái việc content creator của mình nó cũng bị dậm chân tại chỗ vì mình không thể sản xuất video một cách đều đặn. Lâu lâu thì mình ngoi đầu lên mình up một cái video vậy mà không có thêm một cái lịch nhất định hay là một cái tần suất liên tục thì cái kênh của mình nó sẽ bị tụt. Và last working day của mình là cuối tháng 9 vừa rồi, mình bàn giao hết tất cả các công việc còn sót lại cho partner của mình và rồi mình chính thức up tại Hoàng An Nhiên. Và hồi trước khi mình ngưng công việc văn phòng á, mình cũng tự nhủ trong lòng mình là mình sẽ dành ra vài tháng mình nghỉ ngơi thật sự luôn, là mình nhiều khi chỉ nằm không ở nhà thôi, không làm một cái gì hết, để cho bản thân của mình được healing, được relax, được refresh lại từ đầu. Nhưng không nha, tao ngưng công việc chỉ được khoảng tầm 3 ngày thôi là tao bắt đầu tao vùi đầu vào những cái plan mà content creator, mình sản xuất video liên tục luôn. Rồi mình plan một cái lịch ra là mình sẽ làm cái gì, quay cái gì, dựng cái gì, idea gì, content gì cho xuyên suốt cái quý 4 cuối cùng này. Đó là nghỉ ngơi thật sự với mấy má, là không có thể nghỉ ngơi được, bị ham việc với lại bị sợ FOMO đó mọi người. Cái hôm mà thông báo last working day của mình á thì mọi người tập trung lại khá đông. Cái cảm giác nó lẫn lộn khó tả lắm mọi người, tại vì buồn thì cũng có nhưng mà thoải mái thì cũng có. Tại mình biết sau cái hôm đó là mình chính thức được up, mình sẽ được relax sau 2 năm mình cày bừa, mình đóng góp liên tục.
mình sẽ được trở lại làm một content creator full time như mình mong muốn. Có một vài anh chị chia sẻ cảm nghĩ về con người của mình, cái tính cách khi làm việc của mình trong cái hôm mà chia tay á. Mấy anh chị đó toàn là nói tốt cho mình thôi và cảm thấy rất là tiếc khi mà mình nghĩ. Mình biết bản thân của mình không thể tốt 100% được, mình sẽ luôn có những cái khuyết điểm, những cái tính cách xấu xí. Nhưng mà các anh chị đó lại không đề cập tới, cho nên là mình cảm thấy rất là biết ơn mọi người. Vì mọi người luôn dễ thương và tử tế với mình. Lúc đó cái mặt của mình đỏ lên hết luôn mọi người. Mình gật đầu, mình cảm ơn liên tục. Và mình có nói là chắc chắn em sẽ không bao giờ quên mọi người, dù là ở một cương vị khác, không còn là đồng nghiệp với nhau nữa, nhưng mà mình vẫn sẽ còn gặp lại ở một cái cương vị mới, bạn bè chẳng hạn, đâu nhất thiết là phải đồng nghiệp mới gặp được nhau. Thôi thì nói đến đây thì chắc mọi người cũng hiểu được cái câu chuyện đi làm trong suốt 2 năm qua của mình, những cái mà mình có được, những cái mà mình mất được, những cái mà mình mong muốn, những cái mà mình dự định làm sắp tới nó sẽ như thế nào. Không biết là những cái content chia sẻ kinh nghiệm chuyện đi học đi làm như thế này mọi người có excited với nó không ta, comment giúp mình nha. Và cũng là trên kênh YouTube này và kênh TikTok của mình, mình sẽ build kênh lại dần, mình sẽ siêng làm video hơn, mình sẽ chăm chỉ làm content hơn. Vì sao mà mình không chọn một trong hai để mình tập trung? Tại vì hai cái nền tảng này á, cái nào mình cũng cảm thấy nó mạnh đó mọi người, và hai cái tính chất của nó là khác nhau, một cái là long video và một cái là short video. Và hiện tại thì ở bên nền tảng nào mình cũng đều đang kiếm được thu nhập từ nền tảng đó, cho nên là mình vẫn quyết định run cả hai song song. Nhưng mà trong lòng của mình nha, YouTube nó vẫn xịn hơn TikTok ở một cái khía cạnh nào đó. Mình cảm thấy như vậy, YouTube nó vẫn luôn xịn ở trong lòng mình. Hy vọng là những chăm chỉ, những nỗ lực của mình sẽ được mọi người công nhận và sẽ thành công. Tất nhiên là không thể thiếu được những partner để quay video cùng mình, chẳng hạn như là Lép nè, Thủy nè, Pong Crew nè, những người em, những người anh chị. Rồi sự ủng hộ từ những bạn follower, subscriber. Một cái nhấn like, một cái nhấn subscribe, một cái comment thôi, đối với mình đó là một cái sự ủng hộ rất là lớn. Và nãy mình có nói á, có những cái tin nhắn reply story hay là vào tin nhắn chờ mà mình check được á, mọi người post mình ra video mới, mình rất là biết ơn cái điều đó luôn. Tại vì mọi người còn nhớ tới mình, mọi người muốn xem mình, cho nên mọi người mới hối mình như vậy. Ok, so anyway, mình sẽ kết thúc video tại đây nha, tại vì cũng dài rồi á, nói nữa sợ mọi người bị ngán. Nếu phần comment mình thấy được mọi người enjoy với lại excited với những cái chủ đề như thế này thì mình sẽ làm thêm nhiều tập nữa để mình nói về chuyện công sở, những cái tip mà mình góp nhặt được khi đi làm. Social media của mình ở đây, mọi người có thể connect với mình nếu mà mọi người enjoy ha. Thank you guys, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.